Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về các nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cần làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị các báo cáo tờ trình, đảm bảo đúng quy trình thủ tục. Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh báo cáo văn bản trình tại kỳ họp. Liên quan đến giải quyết khiếu nại của người dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành sớm trả lời những kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp và thống nhất nội dung chất vấn trả lời chất vấn. Theo chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới. Kỳ họp sẽ nghe báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về 14 nội dung và dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 11 nghị quyết chuyên đề. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua các đề án điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số nghị quyết chuyên đề do Ủy ban nhân dân trình kỳ họp.